chia sẻ cho tất cả quý vị ở đây một cái câu chuyện trong Kinh Thánh. Và đây là câu chuyện của một nhân vật đặc biệt, và tôi nghĩ rằng là đây cũng là câu chuyện của mỗi một chúng ta ở trong tùy từng mức độ khác nhau. Đó là câu chuyện của một người thu thuế tên là Sa-chê. Trong cái thời kỳ Chúa Giê-xu thì những người thu thuế là những người rất là có quyền lực và rất là giàu có. Bởi vì chính quyền La Mã cho họ được quyền để thu quá luật định. Cho nên đã làm nghề thu thuế thì không một người nào là không giàu và không một người nào là không gian ác. Và người dân rất là ghét những người thu thuế. Trong đó có một nhân vật rất đặc biệt, ông tên là Sa-chê. Đặc biệt của ông này là gì? Bên cạnh cái giàu là trưởng ban thu thuế, nhưng khi gặp gỡ Chúa Giê-xu thì cuộc đời người này đã hoàn toàn được thay đổi. Câu chuyện được ghi lại như sau, tôi xin phép được đọc lời Chúa. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu vì ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước ngài. Ai nấy thấy vậy đều lẩm bẩm rằng: Người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Xong Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: Lạy Chúa này, tôi lấy nửa gia tài mình chia cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất cứ việc gì tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Bởi con người đến để tìm và cứu những kẻ bị mất. Ý thưa ông bà anh chị em, một con người như Sa-chê cả xã hội ruồng bỏ và ghen ghét, nhưng có một đấng không ruồng bỏ Sa-chê, đó là Chúa Giê-xu Christ. Ông nghe về Chúa Giê-xu, nghe về các pháp lạ ngài làm, và nghe người này người kia nói về cái lời giảng dạy của Chúa Giê-xu, và trong tâm của ông có một cái sự cáo trách về những cái điều mà ông đã làm. Ông nhận thức rằng là mình đã sai. Tiền bạc đã có, địa vị đã có, quyền lực đã có, gia đình đã có, nhưng mà ông thiếu một điều mà tất cả mọi người trên thế giới đều thiếu, đó là thiếu sự tha thứ tội lỗi. Và người Việt chúng ta có câu là nhất sợ tội nhì sợ nợ. Cái tội là cái lớn nhất mà con người phải mang và cũng là cái lớn nhất mà con người sợ hãi. Và ông biết một điều rằng chỉ có đến với Chúa Giê-xu thì cái nan đề mới được giải quyết mà thôi. Vì ông tin một điều rằng những lời tiên tri trong Cựu Ước nói về đấng cứu thế thì đấng cứu thế đấy đã đến, đó là chính là Chúa Giê-xu Christ. Và khi Chúa đến thì ông đã tìm gặp ngài. Khi Chúa Giê-xu đi ngang qua thành Jericho thì ông đã đáp ứng bằng cách nào? Ông đã tìm Chúa, nhưng mà vì mình thấp quá cho nên là phải treo lên cây sung để gặp gỡ Chúa Giê-xu. Và ông đã trèo lên cây sung, nhưng mà điều kỳ diệu là Chúa Giê-xu đi ngang qua cây sung đó và ngài dừng lại. Ngài dừng lại và ngài gọi tên của Sa-chê. Ông bà anh chị em thấy không? Không ai nói cho Chúa Giê-xu biết cái tên người này, nhưng mà với tri thức siêu nhiên của ngài, ngài biết được có một con người đang tìm kiếm Chúa, đó là Sa-chê. Ý thưa ông bà anh chị em, mỗi một chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có nhiều luồng tư tưởng khác nhau, có nhiều học thức khác nhau, có nhiều địa vị khác nhau trong xã hội và tình trạng xã hội khác nhau. Nhưng có một điều chúng ta đều biết rằng là dù chúng ta là ai thì Chúa Jesus Christ, ngài đều biết rõ quý vị hơn chính quý vị biết mình. Ngài biết chúng ta đang tìm Chúa hay là chúng ta đang chống Chúa. Ngài biết rằng lòng của chúng ta đang ở trong trạng thái nào. Nếu như tấm lòng của chúng ta giống như tấm lòng của Sa-chê thì Chúa sẽ dừng lại và gọi tên chúng ta. Chúa gọi Sa-chê rằng: Hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, hôm nay ta sẽ vào nhà ngươi. Vào nhà ở đây không phải chỉ để có chỗ mà nghỉ. Chúa Giê-xu có rất nhiều chỗ để mà nghỉ, nhưng mà Chúa chọn nhà Sa-chê bởi vì Sa-chê mở tấm lòng của mình cho Chúa. Khi chúng ta mở tấm lòng của chúng ta cho Chúa Giê-xu Christ thì ngài sẽ bước vào trong cuộc đời của chúng ta và làm Chúa và làm chủ cuộc đời của chúng ta. Và ngài sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta và khiến cho cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa. Chúng ta hãy nhìn cái thái độ của những người xung quanh là gì? Họ lăm băm, họ khó chịu, họ bảo là sao một người thánh thiện như Chúa lại có thể vào một nhà của một kẻ có tội như là Sa-chê? Có phải không bà anh chị em chúng ta thấy rằng là
người ta, cái xã hội, kể ngay cả xã hội Việt Nam của chúng ta càng ngày đang có một cái sự phân hóa về giai cấp, về tầng lớp, về kinh tế, về học thức một cách rất là rõ rệt. Và đối tượng nào sẽ chơi với đối tượng đó? Quý vị sẽ suy nghĩ lời của tôi, chỉ cần 10 năm nữa thôi, xã hội Việt Nam sẽ có rất là nhiều sự khác biệt. Những người nói tiếng Anh sẽ chơi với những người nói tiếng Anh. Và bây giờ rất nhiều phụ huynh có điều kiện, họ sẽ cho con họ học ở trong những cái trường quốc tế, trường Vinhome, VinSchool, rồi nhiều trường quốc tế đang mở ra và có điều kiện ra đều mở hết. Và 10 năm nữa thì quý vị sẽ thấy rằng là những đối tượng đấy họ quen với môi trường đó, thì họ không cảm thấy không phù hợp với những cái môi trường của những người không biết nói tiếng Anh. Và tương tự như vậy, những người giàu họ sẽ ở trong một khu riêng, những người nghèo sẽ ở trong một khu riêng, và xã hội càng ngày càng phân hóa và sẽ có sự phân biệt. Sache trong lúc này cũng như thế, người dân rất là ghen ghét và không muốn đến gần, không muốn tiếp cận với ông. Nhưng Chúa Giêsu đến gần và tiếp cận với ông, không phải bởi vì con người của ông xấu xa, cũng không phải bởi vì con người ông tốt đẹp hay giàu có hay nghèo hèn, mà Chúa Giêsu đến ông bởi vì tấm lòng đó là một tấm lòng tan vỡ. Làm thế nào để chúng ta biết rằng là đây là một con người có tấm lòng tan vỡ? Vì khi gặp gỡ Chúa Giêsu thì ông đã nói điều gì? Lạy Chúa, nếu tôi có làm thiệt hại ai thì tôi sẽ đến gấp tư và tôi sẽ chia nửa gia tài của tôi cho kẻ nghèo. Đồng tiền gắn liền với khúc ruột. Nếu như một người không thực sự đến với Chúa, ăn năn tội lỗi và gắn kết cuộc đời mình với thiên đàng, thì đồng tiền có một cái sức mạnh chế ngự rất lớn trong cuộc đời người đó. Khi mà Sa-chê sẵn sàng chia nửa gia tài cho người nghèo và đền bù cho những người mà mình làm thiệt hại, thì điều đó cho chúng ta thấy rằng đây là một người có tấm lòng ăn năn. Khi chúng ta ăn năn, Chúa biết được tấm lòng của chúng ta, Chúa sẽ đến với chúng ta trước khi chúng ta đến với Ngài. Ông bà anh chị em ơi, Chúa Giêsu nói như sau: ta đã đến để tìm và cứu những kẻ bị mất. Trước mắt mọi người đây là con người tội lỗi, nhưng mà trước mắt Chúa Giêsu thì tất cả mọi người đều tội lỗi. Có thể những cái người mà gọi là chê bai, khinh bỉ Sa-chê, nghĩ rằng là mình tốt hơn ông Sa-chê vì mình không làm nghề thu thuế. Nhưng mà trước mặt Chúa, dù anh không có bóc lột người khác trong cái công việc của anh, nhưng anh ô uế, anh tà dâm, anh ngoại tình, anh ăn trộm, ăn cắp, thì điều đó trước mặt Chúa cũng là tội lỗi. Và trước mặt Chúa thì không có tội nào mà không đáng giá đến nỗi là không kể là tội hết. Khi một người có tội thì đều phải nhận cái hình phạt nơi địa ngục. Nhưng mà Sa-chê đã có lòng ăn năn, cho nên Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu Sa-chê. Trong sách Roma đoạn 5 câu số 8, đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta nhìn ở trong đây. Đó là Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Giêsu vì chúng ta chịu chết. Kinh Thánh nói rằng Chúa đã bày tỏ lòng yêu thương chúng ta khi chúng ta là người tốt hay là người có tội. Chúa cứu chúng ta khi chúng ta giàu hay là khi chúng ta tan vỡ. Kính thưa ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta có nhiều sa ngã, có nhiều tội lỗi, có nhiều vấp pháp. Đấy là lúc chúng ta cần kêu cầu đến Chúa Giêsu, đấng sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho mỗi người chúng ta. Ngài chủ động trong mối quan hệ yêu thương chúng ta, Ngài chủ động để tìm và cứu chúng ta. Chúa Giêsu nói cái hình ảnh như sau: nếu ta chỉ có 100 con chiên mà có một con lạc thôi, ta sẽ để 99 con lành lặn ở đó để đi tìm một con lạc về. Nếu như tấm lòng của chúng ta mà đang nghĩ rằng mình là người xấu xa, mình là người ô uế, thì anh chị em chúng ta là những người cần Chúa Giêsu hơn ai hết. Trong sách Roma đoạn 14 câu số 9 nói rằng Chúa Giêsu đã chết và sống lại, ấy để làm Chúa kẻ sống và kẻ chết. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta tiếp nhận tình yêu của Ngài, và Ngài trở thành cứu Chúa của cuộc đời của mỗi chúng ta. Và chúng ta cũng sẵn sàng để dâng hiến cuộc đời của chúng ta lên phục vụ Ngài. Sa-chê đã dâng hiến tiền bạc của ông để phục vụ Chúa, và tôi tin rằng Sa-chê có thể dâng hiến cả cuộc đời phần đời còn lại để đi theo Chúa Giêsu và làm môn đồ của Ngài. Amen. Tôi theo Chúa qua một cơ hội tình cờ, một người bạn lớp chia sẻ về Chúa Giêsu cho tôi, và từ ngày tôi tin Chúa Giêsu cho đến bây giờ chưa bao giờ tôi tiếc nuối về quyết định đó. Và khi tôi nhận biết Chúa thì tôi bắt đầu đi phục vụ Ngài, và tôi cũng chưa bao giờ tiếc nuối vì mình đã đi phục vụ Ngài. Có những lúc khó khăn,
có những lúc bắt bớ, có những lúc có nhiều trở ngại, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ không phục vụ Chúa nữa. Bởi vì một đấng đã chết cho mình, đã hy sinh cho mình để mình được sự tha thứ, được sự cứu chuộc, thì đấng đó xứng đáng để cho mình dâng hiến cả cuộc đời cho Ngài. Amen. Tôi không biết là Sa Chê lúc này bao nhiêu tuổi. Có thể ông ở độ tuổi trung niên, hoặc là già hơn nữa. Nhưng mà tôi nhớ lại cái câu chuyện của tôi đã từng nghe và tôi đã từng kể rất là nhiều lần cho các bạn trẻ. Đó là có một thầy giáo nói chuyện về Chúa Giêsu cho học sinh của mình. Và nói rằng em hãy tin nhận Chúa Giêsu. Thì cái người học sinh này nói rằng, thôi thầy chờ bao giờ em già để em theo Chúa. Bây giờ để cho em sống một cuộc đời tự do của em. Và một ngày kia thì người học trò của mình ốm nằm bệnh viện. Thì ông thầy đem cái bó hoa đến tặng. Tặng xong rồi lại mang về. Hôm sau lại mang cái bó hoa đấy đến tặng. Và bó hoa đã khô héo rồi. Thì lần này ông thầy mới để lại bó hoa ấy cho học trò và nói, đây là hoa mà thầy tặng cho em. Học trò bảo, thầy ơi sao thầy lại tặng cho em cái bó hoa như vậy? Khi tươi thầy không tặng, mà khi héo thầy mới tặng. Thì người thầy giáo nói rằng, cũng tương tự như điều mà em tương tác và em nói với thầy đấy. Em chờ bao giờ mà em già rồi em mới dâng cho Chúa, thì cuộc đời của em đã tàn héo rồi, chẳng có cái gì để dâng nữa đâu. Đây cũng là điều mà tôi nói với tất cả các bạn, chị em, chúng ta. Tôi dâng hiến tuổi xuân của tôi cho Chúa Giêsu. Chúng ta được cứu vào giờ phút nào, chúng ta hãy dâng hiến thời gian, cuộc đời của mình để đi phục vụ Chúa. Hãy như làm như Sa Chê, dâng hiến tất cả mọi cái cho vương quốc của Đức Chúa Trời, cho sự phục vụ của vương quốc này. Đấng đã yêu thương chúng ta, đấng đã chết cho tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta, Ngài xứng đáng để chúng ta dâng tất cả những điều tôn quý, dâng tất cả những điều quý trọng, dâng tất cả sự sống và tương lai của chúng ta cho Ngài. Ông bà anh chị em đã sẵn sàng để dâng cuộc đời cho Chúa Giêsu chưa? Hãy dâng cuộc đời cho Chúa. Có thể không phải là tiếp nhận Chúa vào lòng, nhưng mà dâng cuộc đời để phục vụ Ngài. Vì đấng đã yêu thương chúng ta, Ngài xứng đáng để cho chúng ta cống hiến cả cuộc đời của chúng ta. Đấng tạo dựng nên chúng ta, đã tìm và cứu chúng ta, thì Ngài là đấng xứng đáng để chúng ta dâng hiến cả cuộc đời chúng ta cho Ngài. Amen. Xin hội thánh chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu và tôi sẽ cầu nguyện.